chào quý khán giả và bà con đã dành thời gian đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Nhiều mô hình nông nghiệp thành công cùng rất nhiều thông tin mới để bà con có thể đón đầu thị trường xin được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng điểm qua các thông tin nổi bật. Hoa hồng Đà Lạt cho Ngày Phụ Nữ Việt Nam tăng giá mạnh, ngoài ra còn có nguyên nhân khách quan nữa khiến cho giá tăng cao. Chàng thanh niên miền Tây biến vườn tạp thành vườn táo hồng sai trái thu tiền triệu. Khởi nghiệp từ đất quê, cùng tìm hiểu những mô hình nông nghiệp thành công ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Thưa bà con, sau gần 3 tháng sụt giảm liên tục, giá tôm thẻ chân trắng đang tăng trở lại. Người nuôi tôm bắt đầu có lời nếu như vụ nuôi thuận lợi. Hiện nay giá tôm loại này trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thương lái thu mua 100.000 đồng một ký đối với loại tôm 100 con một ký. Như vậy là đúng như dự báo, vào tháng này giá tôm thẻ sẽ tăng so với mức giá thấp nhất trong tháng 6. Đặc biệt tôm được truy xuất nguồn gốc không nhiễm kháng sinh được thu mua với mức giá rất cao. Giá tôm thẻ tăng do nguồn cung khan hiếm, giá tăng 10.000 đồng một ký so với tuần trước và tăng 20.000 đồng một ký so với tháng trước. Hiện hầu hết người nuôi tôm trong ao đất đã tạm ngừng thả giống. Trong khi đó, người nuôi tôm trên vùng cao Triều và các ao nuôi trải bạc thì chuẩn bị thả và mới thả cho nên chưa có tôm thu hoạch. Chi cục thủy sản Khánh Hòa cho biết, hiện vụ 2, người nuôi tôm đã thu hoạch xong cách đây vài tuần trước. Trong khi đó, trên địa bàn sắp bước vào mùa mưa bão cho nên một số vùng trũng, người nuôi tạm thời ngừng thả giống. Toàn tỉnh có gần 2.000 hecta ao tôm nước lợ, trong đó hơn 700 hecta nuôi tôm thẻ chân trắng, tập trung tại các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Do nhu cầu tiêu thụ hoa hồng tăng mạnh trong dịp lễ 20 tháng 10, nên các loại hoa trang trí đều tăng gấp đôi so với cách đây một tháng. Riêng hoa hồng được trồng ở Đà Lạt thì tăng gấp 3 lần. Nguyên nhân khách quan khiến cho giá hoa hồng Đà Lạt tăng cao, một phần nữa còn là do thời gian qua, thời tiết thay đổi thất thường, khiến cho hoa nhiễm bệnh rụng lá, nấm mốc, làm cho sản lượng sụt giảm nên lượng hoa khan hiếm. Ghi nhận tại làng hoa Vạn Thành, nơi chuyên canh hoa hồng lớn nhất ở thành phố Đà Lạt, giá các loại hoa bán tại vườn đang ở mức khá cao, đặc biệt là hoa hồng có giá 4.000 đến 5.000 đồng một cành, tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Trong đó hoa hồng nhung có giá cao nhất. Do nhu cầu tiêu thụ hoa tăng mạnh trong dịp lễ 20 tháng 10, nên không chỉ hoa hồng mà các loại hoa trang trí khác như đồng tiền, cẩm chướng, cát tường, sa lem cũng tăng gấp đôi so với cách đây một tháng. Hiện nay giá các loại hoa tươi tại các cửa hàng bán lẻ trong thành phố đã tăng từ 30 đến 50% so với ngày thường. Theo thống kê, toàn thành phố Đà Lạt hiện có hơn 1.000 hecta hoa các loại, chủ yếu là được trồng tập trung tại các làng hoa truyền thống như Vạn Thành, Hà Đông, Thái Phiên và làng hoa Xuân Thành. Mùa này cũng bắt đầu vào đợt trồng hoa bán Tết. Những năm gần đây, với kinh nghiệm sẵn có từ nhiều năm, cộng với thu nhập từ nghề trồng hoa cao hơn so với các loại cây trồng khác, nên năm nay các nhà vườn ở Khánh Hòa đã mở rộng diện tích trồng. Với kinh nghiệm sẵn có, cộng với thời tiết từ đầu mùa đến nay rất thuận lợi cho cây hoa phát triển, đó chính là lý do mà vì sao hầu hết các nhà vườn đã quyết định đầu tư mở rộng diện tích. Những ngày này, bà con nông dân xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm tất bật trồng và chăm sóc cúc để kịp phục vụ Tết Kỷ Hợi sắp tới. Với trên 3.000 chậu cúc, chủ yếu đều là cúc đại đoá và cúc pha lê, hiện đang tăng trưởng tốt, được nông dân chăm sóc kỹ lưỡng. Ngoài ra, cúc còn được người trồng trong đèn suốt đêm nhằm hạn chế ra búp để bông trổ đúng thời hạn vào tháng Chạp âm lịch. Hầu hết cúc trồng tại đây đều được đem đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, phần lớn là tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, cúc đại đoá rất được thị trường ưa thích, với giá bán cúc cho thương lái vào Tết năm trước từ 400.000 cho đến 1 triệu đồng mỗi chậu, tùy theo kích cỡ chậu to nhỏ. Giá cúc pha lê có thấp hơn chút ít, nhưng cũng được coi là nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân. Và với thời tiết thuận lợi như hiện nay, dự đoán cúc năm nay sẽ trúng mùa, mang đến niềm vui cho nông dân đã bỏ công chăm sóc. Chúng ta thấy mỗi nơi đều có một thế mạnh rất là riêng về lĩnh vực nông nghiệp. Tại tỉnh Lâm Đồng thì ngoài phát triển mạnh về rau, hoa, cây dược liệu cũng rất là thuận lợi, được xác định là một trong những cây trồng thế mạnh của địa phương này. Và thực tế đã chứng minh các loại cây dược liệu đặc hữu trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được phát triển, bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn các cây trồng khác. Cụ thể là diện tích cây dược liệu toàn tỉnh là 315 hectare, phổ biến là atiso, đẳng sâm, đương quy, diệp hạ châu, nấm linh chi, vân vân. Đặc biệt là giá trị sản xuất bình quân 1 hectare
trồng dược liệu đạt khoảng 700 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với giá trị sản xuất bình quân của tỉnh. Và hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng đề án phát triển dược liệu với quy mô diện tích đến năm 2020, dự kiến sẽ đạt 385 hectare và khoảng 500 cho đến 600 hectare vào năm 2025. Sau đây thì tôi và anh Tướng Anh sẽ gửi đến quý khán giả và bà con mô hình rất là hay của một chàng thanh niên trẻ ở tỉnh Đồng Tháp. Chỉ từ 3.000 m2 đất vườn tạp, quanh năm cây cỏ mọc, không mang lại thu nhập cho gia đình. Giờ đây thì anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự đã mạnh dạn phá vườn để mà trồng táo. Qua 2 năm cải tạo, vườn táo của anh đang cho thu nhập khá cao. Tôi nghĩ là những mô hình hiệu quả như thế này sẽ được rất nhiều bà con mình quan tâm. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Anh Toàn cho biết, qua thời gian chăm sóc, hiện tại hàng chục gốc táo của anh đã cho trái ổn định hàng năm. Với 3.000 m2 đất, mỗi ngày anh thu hoạch từ vài chục cho đến trên 100 kg. Táo được các thương lái thu mua 15.000 đồng một kg, cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng một ngày. Cũng theo anh Toàn, cây táo dễ trồng và phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất Cù Lao Long Khánh. Cây cho trái kéo dài suốt 6 tháng, sau đó chủ vườn sẽ chặt nhánh già cỗi và dưỡng lại. 6 tháng sau, cây sẽ cho được trái mới. Chi phí đầu tư 1.000 m2 là khoảng 10 triệu đồng. Con cậu anh kia không mặn thì ông đốc. Con kia mặn này nó khỏe hơn bằng dãy. Nó có lợn hơn. Nó không bị thất mùa hơn dãy. Dãy thì nó có khi chúng bị thất. Những tình hình này thì mình mặn có lãi hơn, có lợn hơn. Tại nhà cái được cái sâu, cái chân được giữ được sâu. Hiện tại anh đang tiếp tục tìm tòi để thử nghiệm giống táo trái to cung ứng cho nhu cầu thị trường. Với cách làm hiệu quả của mình, anh Nguyễn Văn Toàn đã biến vườn tạp thành nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng một năm. Từ năm 2015, chủ trương chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng cây ăn trái được một số xã ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Sau hơn 3 năm, đến nay hơn 50 hectare đất chuyển đổi các loại cây trồng như bưởi, cam, quýt, xoài đã giúp nông dân thu về trái ngọt. Trong đó, nhiều hộ vươn lên khá giàu. Thưa bà con và quý khán giả, ngoài kỹ thuật thì chất lượng giống cây trồng đưa vào sản xuất tiếp tục được cải thiện. Hàng năm có khoảng 30 triệu cây giống và trên 2 tỷ cây giống rau qua được sản xuất từ khoảng 200 cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng giống có bản quyền đã được mở rộng phạm vi về diện tích cũng như chủng loại. Hàng năm trên địa bàn tỉnh đã tiến hành nhập khoảng 60 giống rau hoa các loại với số lượng giống có bản quyền chiếm khoảng 75%. Trên nhóm cây công nghiệp và cây ăn quả, tỷ lệ sử dụng cây giống ghép đạt khoảng từ 60 đến 70%. Có trên 90% giống bắp có năng suất chất lượng cao, 55-60% sử dụng giống lúa xác nhận. Sản xuất lúa giống đạt quy mô 300 hectare với sản lượng 2.000 tấn một năm, khoảng 60% sử dụng giống lúa xác nhận. Sản xuất lúa giống đạt quy mô là 300 hectare với sản lượng 2.000 tấn một năm. Với việc đầu tư nâng cao chất lượng giống cây trồng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa những thiệt hại do nguồn giống kém chất lượng gây ra. Giống chất lượng thôi thì tôi nghĩ vẫn chưa đủ để thu hút thị trường đâu chị Ngọc Như, mà chất lượng cũng phải đi kèm với lai tạo thêm nhiều giống mới, cây trái thì phải thơm ngon hơn, hoa thì phải đẹp hơn trước nữa. Nhân và ở Đồng Tháp thì hiện nay trong khi nhiều nông dân khác đang trồng qua giấy thông thường, giá bán chỉ từ 15 cho đến 20 ngàn đồng một chậu thì đã tăng thêm thu nhập. Nông dân Nguyễn Ngọc Minh 62 tuổi ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc đã chọn trồng và gắn bó với cây qua giấy cẩm thạch. Do lá có màu cẩm thạch lạ mắt, cây khó trồng và đòi hỏi công chăm sóc nên giá bán của loại qua giấy này cao gấp đôi so với cây qua giấy bình thường. Ông Minh cho biết cây qua giấy cẩm thạch chỉ có thể trồng bằng phương pháp chiết cành, không thể chặt dâm cành như qua giấy thông thường. Thêm vào đó, cây cần phải chăm sóc để lá có đủ hai màu trắng xanh. Nếu chăm sóc không tốt, lá cây sẽ không lên màu, cây rất khó bán. Do khó trồng và đòi hỏi công chăm sóc, hiện rất ít nông dân trồng giống qua này, nên giá bán giống qua giấy này khá cao. Cây trồng sau 4 tháng, giá bán 30.000 đồng một chậu. Riêng những cây được uống theo tầng giá bán khoảng 70.000 đồng một chậu. Hiện theo ông Minh đang trồng khoảng 4.000 chậu, cây trồng vừa đến ngày là được thương lái từ các nơi như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre đến thu mua hết nên không lo về đầu ra. Ở các vùng nông thôn, thanh niên chiếm số đông trong cơ cấu lao động chính. Thực hiện cuộc vận động thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng, nhiều người đã xây dựng được các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Và trong đó, tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cũng có không ít các bạn trẻ sau khi ra trường
vẫn chọn gắn bó với hình ảnh người nông dân chất phác và tự xây dựng đời sống kinh tế ổn định nhờ các mô hình nông nghiệp hiệu quả. Mời quý bà con cùng theo dõi. Chàng trai trẻ sinh năm 1985 này, tuy cầm trong tay tấm bằng cử nhân kỹ sư xây dựng, nhưng anh Phan Khắc Vũ vẫn nặng lòng với hình ảnh thửa ruộng mảnh vườn nơi gắn bó với tuổi thơ của mình. Đó là lý do sau khi ra trường, Vũ quyết định trở về quê nhà thay ba mẹ chăm sóc ruộng vườn đã được gần 2 năm. Là người trẻ, tiếp cận nhanh với các kỹ thuật tiên tiến trong canh tác nông nghiệp, không muốn để 4 sào đất canh tác của gia đình bị tụt hậu. Nhà nông trẻ này đã mạnh dạn đầu tư 1 tỷ đồng, xây dựng cơ bản lại diện tích đất canh tác, gồm nhà kính, hệ thống tưới tiêu tự động. Hồi trước thì mới làm cũng chưa có bước nhiều, thì mình tham quan mình học hỏi, mình chịu khó, ví dụ như mình lên mạng tìm hiểu rồi những cái nào mới hay mình giờ mình áp dụng, rồi mình lắng nghe những người có kinh nghiệm họ chỉ mình, với lại mình phải có cái tư duy nữa. Lứa đầu tiên, Phan Khắc Vũ cho xuống giống ớt ngọt, trồng được 3 tháng, vườn ớt ngọt đã có thể cho thu hoạch. Mỗi tháng cho thu 4 lần, một lần trên diện tích 4 sào, anh Vũ thu từ 20 đến 30 tạ. Giá thu mua hiện tại của thương lái là 18.000 đồng một ký. Anh Vũ cho biết có thời điểm giá thu mua tại dựa lên tới 43.000 đồng một ký. Còn dàn nhà kính có diện tích 6 sào này là của gia đình anh Hà Nguyên Kiên, cũng là một nhà nông trẻ ở xã Trạm Hành. Đây cũng chỉ mới là 1/2 diện tích đất canh tác của anh Kiên để canh tác luân phiên các loại hoa và ớt ngọt. Phần đất còn lại anh vẫn đang dùng để nghiên cứu các loại cây thích hợp trồng ngoài trời mà vẫn cho năng suất cao. Được biết trước đây toàn bộ diện tích đất của gia đình đều canh tác cà phê. Tuy nhiên thấy cà phê lúc này mang lại năng suất không cao, lại phụ thuộc vào giá cả thị trường quá nhiều. Đó là chưa kể, việc chăm sóc khá tốn công, cho nên anh chuyển hướng sang canh tác rau hoa. Được biết chính quyền xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt bắt đầu vận động người dân trong xã chuyển đổi cà phê sang làm nhà kính để trồng rau hoa từ năm 2016 đến nay. Hiện toàn xã có khoảng 60 hectare trồng rau hoa, một nửa trong đó là các doanh nghiệp đầu tư, nửa còn lại do người dân trong xã chuyển đổi. Có thể thấy với quyết tâm và ý chí làm giàu, nhiều thanh niên ở đây đã phát huy sức trẻ, mạnh dạn đi đầu làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Nếu có phản hồi ý kiến và yêu mến chương trình, muốn giao lưu và tìm hiểu về cây con giống mới, bà con và quý khán giả hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633829930.